Rồi xin chào anh em nha, mình là Huy Smart với anh em. Đây mang cái đam mê đến cho anh em ở thành phố Sóc Trăng. Một chiếc Xeo Full Zin giao trực tiếp tại anh 900 bổ lượng nha. Anh em ở cái địa danh này mà không biết ông anh này là rất là dở nha anh em. Đó anh đây là cậu quý tử của ông anh này nha. Sở hữu chiếc xe này. Còn đây đây là anh xếp 900 bổ lượng theo giao trực tiếp tận nơi, mang cái đam mê đi mọi miền tổ quốc, đi lặn lội xuống tới tận Sóc Trăng, thành phố Sóc Trăng. Xì bo không cách 2 ngày nha anh em, nhưng mà màu xám xi măng nha anh em, màu rất là đẹp. Huy Sport nè, xài gì nhớ một số điện thoại nha anh em, 0933 955 401. Mình không xài bất cứ số điện thoại nào khác nha, mình chỉ duy nhất một số này thôi nha anh em. Mình giao trực tiếp, anh quay ở đây cái này một dòng đường cho anh em. Dòng xe nha. Khu công viên Bạch Đằng đúng không? Công viên Bạch Đằng nha anh em, ngay cái dòng xe nè. Đó mình giao trực tiếp tận nơi. Hai em ở khu này mà không biết anh 900 bổ lượng là mình thua luôn nha. Rất là biết nha anh em. Anh em nào mà ở các miền khác mà đến Sóc Trăng thì ghé anh 9 ủng hộ 100 bổ lượng nha anh em. 100 bổ lượng này rất là ngon nha. Đây mình xuống thì ảnh tiếp đãi mình cái chầu hôm nay cái. Với lại tiếp đãi mình cũng cho mình ăn thử, rất là ngon nha anh em. Thôi anh quay giới thiệu chiếc xe đây, anh giới thiệu xe cho anh em xem. Xe màu xám xi măng, cái màu rất là đẹp. Anh nhìn thấy lên rất là đẹp, rất là sáng sủa nha anh em. Mình quay mặt mũi mình lên đi ra như vậy là anh em yên tâm về cái vấn đề mà lừa cọc này kia đi nha. Anh em mà nổ cọc ở mình thì không có mắc cọc đâu nha anh em. Không có ai rảnh đâu mà dàn dựng đem xe đi đây đi đó để mà quay lên mà để đi lừa anh em nha. Là anh 900 bổ lượng nha. Hai cha con này nhìn rất là dễ thương nha. Rất là hiền nha anh em. Rất là hiền. Rất là vip. Rồi xe full 120, lồng dên tạ lửa 120. Xe này full zin hàng loại 1 anh em. Nguyên cái lồng 120 số nổi cộm anh em thấy không? Máy này máy rất là đẹp nha anh em. Máy 120, lồng 120, cốt nhỏ. Máy này cốt nhỏ tí nha anh em, cốt 1, cốt 2 thôi. Xe bên mình đi cốt nhỏ hết nha anh em. Đó, xe full zin là đi cốt nhỏ hết nha anh em. Nhưng mà nguyên cục máy 120 nha, lồng dên tạ lửa 120. 110 mà lên 120 là tốn rất là nhiều tiền nha anh em. Đó này xe có sẵn máy 120 luôn rồi. Đó, anh em mà lên dên lên tạ rồi lên lửa lên IC rồi nữa là tốn rất là nhiều tiền nha. Riêng cái cục IC D11 này là cũng một mớ tiền rồi nha anh em. Đó lên lửa 120, nguyên cục máy 120 rồi. Rồi bô zin nha anh em. Bô zin nha. Đó bô zin, zin nối zin lô nối lô nha anh em. Bô zin xì bo 120. Cam zin niền Tân Lan. Cam zin nha anh em. Cam zin Indo này có nú nha anh em. Vỏ FKR nha anh em. Vỏ zin của Sibo hàng mới bây giờ nha. Vỏ FKR nha anh em. Nè vỏ zin của Sibo hàng mới bây giờ nha. Phục trước zin gai be nó có cái sọc nha anh em, nó đang bo thẳng, bo tròn nó có cái sọc. Sọc ngang này nè. Có hai mắt này nha anh em, đúng phục zin nha, chẳng ba zin gai be luôn nè. Đó chẳng ba zin gai be vàng chân cứng cáp. Phục trước phục sau chẳng ba zin nha anh em, là đi tốc độ cao mình nó rất là đầm, chở người nó không có sàn lắc nha anh em. Cam zin niền Tân Lan. Niền Tân Lan nha anh em. Máy lốc giữa này sạch sẽ này, không có xì nó nhớt rồi nha, ken xì ben. Mà quan trọng nữa là bình xăng Indo nha anh em. Rớt dép cái là nổ nha. Long tông này. Bình xăng Indo nè. Phục sao zin KB, đúng phục sao chính hãng zin KB nha. Không phải phục giả zin nha anh em. Không phải ba phục giả zin là gắn cái tem KB vô đâu nha. Zin này nói zin nha. Nó nhông xanh dĩa vàng Tân Lan. Bao tay xì bo tay Amaya zin, tay ấn zin, tùm xì bo không có nút đề bằng vàng nha anh em. Mình quay chỉ những cái món từng phần, những cái món zin cho anh em biết là anh em biết thực tế rồi nha. Mình không có quay qua la chiếc xe đâu, chiếc xe nào mình cũng quay kỹ. Zin thì mình nói zin, mình lô thì mình nói lô, xe tiền nào của đấy, rẻ thì nó có giá của rẻ, mà xe giá trị cao đó có cái giá của nó nha anh em. Ô đô 0 km, đồng hồ 3 kim. Cảng này cũng là cảng loại 1 nha anh em. Yên loại 1 nha nè anh em nè. Yên loại 1, cảng loại 1, dàn dây điện bên trong.
là dàn dây điện Vinh luôn nha anh em, Vinh 120 nha. Bơm xăng Vinh 21D nha anh em. Quá trời đồ Vinh. Bô Vinh. Trong quá trình vận chuyển nó bị trầy xíu này anh em ơi. Mình bỏ xe nó cả nó trầy cái này nè, cái này mình khắc phục sau nha anh em. Đèn nè, Vinh nè. Đuôi đèn nè, Vinh nè anh em nha anh em. Đó. Giao trực tiếp tận nơi. Chúng ta lại test xe, test máy luôn đi. Cho lên thôi. Ừ. Bật chìa khóa lên. Đó, xe rất dép nhẹ cái nổ long tông nha. Máy im re. Để được máy em nghe nè. Không có tiếng động lạ nha anh em. Máy im re nha. Đó. Máy móc của mình là im re. Mùa Vinh nổ nó rất khác cho đây. Không 0933955411 mình chỉ xài nhất một số điện thoại này nha, không xài bất cứ số điện thoại nào khác nha anh em. Anh em nào ở các tỉnh khác đi du lịch ở thành phố Sóc Trăng thì nhớ ghé đây anh Chính Sâm Bổ Lượng nha anh em, ghé đây ủng hộ anh nha. Sâm này rất là ngon nha anh em. Xe thả cục IC D11 vô, tiếng gan ti nổ thì thầm liền, từng tiếng liền nha anh em. Vô Vinh nổ tông 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 anh em. Clip làm thật hết, không có dàn dựng rảnh đâu mà đem lấy xe này đem xe kia đi đây đi đó để mà quay lừa anh em thôi nha. Anh em ở xa thì việc ở nhà nổ cọc và xe giao đến tận nhà, xe theo yêu cầu nha. Dàn áo lộ một nha anh em, bửng mỡ gà chứ không phải là bửng nhúng đâu nha anh em. Bửng lộ một nha, này dàn áo lộ một có khít cao đó, không có thở nha anh em, rất là khít nha, không có bị thở nhiều nha anh em, nhìn rất là cứng nha anh em. Vinh và hàng lộ 1. Rồi, anh em cần xe cứ liên lạc cho mình, chuyên xì bo Satria YZ nha anh em. Giá nào cũng có tầm trung cho anh em để anh em trải nghiệm, còn giá full lộ 1 thì giá khác nữa nha anh em. Đó. Tiền nào của nấy thôi anh em, đừng có so sánh với những xe nào mà rẻ, mấy xe rẻ cho anh em. Mình thì mình cũng là người thật việc thật. Mình có cọc thì có giao, mình phục vụ cho những anh em đam mê mà ít lúa, tài chính thấp không có đủ chơi những cái dòng xe xa xỉ. Không đủ chơi những cái dòng xe hay thì hải quan cao cấp, người ta không có đủ tài chính người ta chơi, cho nên người ta tìm những cái chiếc xe rẻ người ta chơi. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cũng có nhiều người ta đủ, người ta có tài chính, người ta có kinh tế, nhưng mà người ta lại không muốn bỏ ra số tiền lớn, người ta chơi cái dòng xe xa xỉ hải quan. Chừng này là đối với người ta đủ rồi, tại vì người ta về chạy cà phê cà pháo vòng vòng này kia cũng không có quan trọng lắm, phải chơi cái dòng xe xa xỉ hải quan, đó là cái sở thích của người ta, mình không có thể nói được nha anh em. Cho nên là người ta đồng tiền người ta bỏ ra thì người ta có quyền, người ta làm gì người ta làm, người ta chơi thì người ta cũng đã biết rồi, và mình cũng đã tư vấn rõ ràng cho họ. Và những người chơi này, những cái dòng xe này thì người ta cũng đã biết rất rõ nha anh em, chứ người ta không phải là, người ta cũng rất là tư duy nha, nhà người lớn không này kia nha, người ta cũng làm ăn kinh doanh này kia, không phải ai mà cũng suy nghĩ hạn hẹp như anh em đâu, sợ mấy cái vấn đề này kia, nghĩ người ta lừa cọc hay là lừa này kia, người ta nhìn người ta biết ai thực tế ai không liền nha anh em. Đó, và xe sau thì người ta cảm thấy người ta đủ khả năng, người ta chơi. Anh em cũng đừng có nói ra nó vào làm gì nha. Đó, tiền của người ta có quyền, người ta làm gì làm. Mình xe full lộ 1 thì có giá của nó nha. Mình có bảo hành máy móc cho anh em chơi nha anh em. Đó, anh em cứ yên tâm. Rồi, xin phép chào anh em, mình xin dừng clip lại tại đây. Cảm ơn anh em bỏ thời gian theo dõi clip của mình. Mình luôn phục vụ cho những em đam mê. Chỉ cần anh em nhắc máy lên và gọi cho mình là mình sẽ phục vụ cho anh em nha. Người thật, việc thật, mang sự đam mê đến cho anh em, không ngại gần xa, đam mê cái dòng xe này thì không ngại tuổi tác, không ngại giới tính nha anh em. Đó, nam có nữ có,
lớn có nhỏ có, nói chung là rất là nhiều người người ta đam mê, không phải riêng chi một nhóm người đâu nha anh em. Rồi xin phép chào anh em, chúc anh em một ngày làm việc thật là vui vẻ, sức khỏe nha anh em. Cảm ơn anh em bỏ ra thời gian theo dõi clip của mình. Bye bye anh em.